Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn là mình sẽ lại chăm sóc tiếp cây, tức là lan kiếm phát lộc cải sọc các bạn. Cải sọc đang lan là lan kiếm các bạn, lan kiếm cải sọc phát lộc. Cái lá già lá mình phải vớt đi tết cho nó đẹp. Lan kiếm phát lộc sọc đấy. Con cái này nó không có hoa đẹp cải sọc. Lá này là như cái áo, cũng áo mới, nó già quá thì nó lấy áo cũ cắt đi, mà không tỉa sâu thì sâu nó đau. Thì mình quay sát và mình xem lắm các bạn trên này, mặt các bạn bóc ra là nó sẽ cây yếu cây.
tưới nước không ạ? Quay sát vào các bạn, quay sát vào cái cây lan cửa sọc rất chi là đẹp. Bạn nhìn dung nhan lan cửa sọc đó, nó còn đẹp hơn là lan rau hoa. Mình làm clip đến đây, mình xin chào các bạn, mình sẽ làm tiếp theo.